Thanh Hải xin kính chào quý vị và các bạn, và sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng ngày mai 18 tháng 8 năm 2021. Trong 24 giờ qua, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ yếu, do vậy thời tiết trong toàn tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác và có nơi có mưa vừa đến mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong 24 giờ tới thì tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ yếu, do vậy thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Riêng khu vực thành phố Bảo Lộc và các huyện Đam Rông, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạo Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên sẽ có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo tố lốc sét và gió giật mạnh. Ngày mai thì trời nắng, chiều tối sẽ có mưa rải rác và có nơi có mưa vừa, gió đổi hướng cấp 2. Cụ thể, khu vực phía Bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Tại khu vực này, nhiệt độ dao động trong mức từ 14 đến 25 độ, độ ẩm từ 82 đến 87%. Tại đây, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ban ngày trời tạnh ráo có nắng. Tuy vậy, đến chiều tối sẽ có mưa rải rác và có nơi có mưa vừa. Khu vực phía đông tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Nhiệt độ dao động trong mức từ 18 đến 30 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Ở khu vực này, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng. Lượng mưa về chiều tối sẽ giảm hơn so với những ngày trước đó, chỉ là mưa rải rác ở một số nơi. Khu vực phía Nam tỉnh bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Tại khu vực này, nhiệt độ trong mức từ 19 đến 29 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Chiều tối có mưa rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa. Khu vực phía Tây Nam tỉnh bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Tại đây thì mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa, ngày trời nắng. Nhưng những cơn mưa rải rác và thậm chí là mưa vừa sẽ xuất hiện trở lại từ chiều tối ở nhiều nơi. Nhiệt độ dao động trong mức từ 22 đến 34 độ, độ ẩm từ 83 đến 88%. Thưa quý vị và các bạn, cẩm chướng hiện là một trong những loại hoa được nông dân thành phố Đà Lạt và một số khu vực lân cận tập trung phát triển. Loại hoa này được trồng chủ yếu trong nhà kính với hệ thống tưới kết hợp bón phân tương đối hiện đại. Những ngày qua thì thời tiết chủ đạo là nắng mưa xen kẽ, nhiệt độ trong đất và trong không khí tăng cao, nên việc đầu tư chăm sóc cho cây hoa cẩm chướng cần phải khoa học thường xuyên để có được những vườn hoa cẩm chướng đạt chất lượng cả năng suất và chất lượng. Đây cũng là nội dung sẽ được đề cập trong chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng tiếp theo đây. Mời bà con và các bạn cùng đón theo dõi. Còn bây giờ sẽ là dự báo thời tiết tại một số thắng cảnh, khu điểm du lịch chính của tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.